Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hạnh đến xã Ngọc Hòa. Hôm nay thì anh em Hạnh với mấy cô chú, mấy chú ở sớm với bên anh đang đổ đà bê tông cầu. Và Hạnh mời ông bà, cô chú, các bạn cùng Hạnh với mấy chú với anh em tiếp tục làm cầu ở xã Ngọc Hòa. Hồi hôm thì mấy anh em tăng ca giờ đóng xong cái học dáng hết rồi nè. Cầu này 3,5 m thì Hạnh đổ tới 4 cây đà ngang nè. Chờ anh khóng. Giờ mấy chú với anh lại đông đủ nè. Rồi chào mấy chú với mấy anh luôn. Hôm nay là mình sẽ đổ bê tông 4 cây đà này nè. Lại sớm nâng đổ cho nó rồi sớm. Ủa mình để cái cối ngoài đây luôn hả? Không, để đây chị. Đường lên đây nè, cuốn. Cái đường này ta chạy xe quá luôn á. Hả? Đoạn đường này chạy xe chạy tối ngày luôn. Cuốn trong đây mà. Dạ. Về chợ lúa đi xây rồi nè. Lạc lạc thế đó. Đá hôm trước thì bên kia còn một ít, nó không đủ đổ đà cầu á, thì Hạnh kêu thêm ở đây nữa nè. Chắc ở đây cho gần mình làm cho dễ. Tham quá đâu ơi. Chưa đâu mà tham. Ngã chi em hỏi rồi cho anh lâu đâu. Chỗ nào bán đâu, chỗ nào không đủ tiết. Cô không minh tiết. Xe gù quá à, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi hả? Chú Bảy ăn uống gì chưa chú Bảy? Ở đây có ai chưa ăn sáng không? Có bắp nữa kìa. Dạ con có mua bắp nữa kìa. Vậy hả? Tối rồi. Bốn mét hết cho tôi kép và xin tí. Trời, chú Bảy ông nhiệt tình chưa? Ông đẩy trà bánh nước đồ qua kìa. Cho ông lão uống trà nóng á. 10.000 bả ơ đủ. Để chút đốt lại cho đi khỏi mình mình lấy nước gì mình đậm đá vào vô. 5 lít 10.000 mới. Ủa 5 lít 10.000 rẻ dữ vậy? Gì rẻ dữ vậy không? Hai chợ. Bữa hổm 15 lít là vừa 3 là 10.000 á. Giờ bắt đầu mình làm đổ tông đà cầu. Ngọc Hòa đây nè, mấy chú với mình em rất nhiệt tình luôn. Khi nào làm là cũng là đông, rất là đông luôn. Thank you.
con mới vô. Hả? Ai ấy ăn bắp ngang, có bắp kìa. Chắc như bắp luôn hả? Chắc như bắp. Chắc ăn như bắp luôn. Ngon thế, nó chưa ăn thế. Chưa tế đó. Bắp đóng hóa số này. Bảo hiểm mình múc đứng qua đây không biết đâu hết. Lấy cái đổ được chưa? Hả? Đổ trên đi, nó chạy xuống rồi nó. Dạ, đổ trên trước đi. Đẩy xe gùa lại luôn, đẩy xuống đẩy luôn. Được rồi. Đổ được rồi, đẩy xe gùa cho nhanh. Thì trước tiên mình đổ đây trước đi. Cái này nặng quá gì. Mày hay sợ cả hả? Đặt. Mình có cái máy này mình gọi xuống cho nè. Xuống nó dễ nè. Đều luôn đó. Mình cho nó xuống nằm ở dưới đi. Hay là gớt xong rồi. Kìa kìa, nó nằm đen đen luôn trong cái gốc cây đó rồi. Cái chiếc dép của nó. Hả? Bên đây 86 7 7 6 7. Có gạch mập dưới rồi kìa. Cái gì vậy? Cái giò gì vậy? Lì à? Có ấy vậy không? Phóng quết cái cây cây đấy lại kìa. Nó bị bung rồi đó. Đóng ở dưới phòng. Ừ.
rồi đó. Chết chị. Này dán mình đóng cho chắc đó đừng mệt. Ok. Đi đá dữ vậy. Im quá không? Nhanh quá ha. Cần hơn nửa cây. Cây này nó cũng nặng hả cô? Đông vui nhộn nhịp xin chú uống cái nhanh xíu là nó ráo mặt rồi đó nhanh. Mô Phật cái gì? Tròn ra ngoài kìa. Hàm quá. Cho chỗ này đủ cái là mình xong. Thank you.
trước rồi, ăn bún cá trước. Rồi đổ đi, còn nhà ăn thì nó đi bấy thêm, bồi thêm. Nhanh dữ. Cường ơi, cho đây qua đây nè, Cường qua đây xuống cái này đi. Nhanh dữ rồi. Rồi hai phần còn phần nó xong rồi đó. Này dán mình đóng bổ nhiều quá nên mình làm mặt cũng hơi khó một chút. Chút nữa. Nè Cường, cho đây cái này nè, nó bích cái này nè Cường, đây chắc nè. Cho đây nè, con gậy vô đây nha. Đó.
Xuống là nó sạch liền luôn á, mình phải làm nhanh mới được. Cho đây nè chị. Chỗ cái măng cá nè, ngày mai mình sẽ vô sắc dĩ. Còn bao nhiêu nữa là rồi, bên kia đổ măng cá. Chú với mấy anh em ở sớm đã làm xong cái đổ cái đà bê tông cầu nè, 4 cái đà với 2 cái măng cá hai bên. Rồi hôm nay thì ngày mai thì tiếp tục mấy anh em bô sắt dĩ cầu, rồi mong là mình mới đổ bê tông cái mặt cầu nữa. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú chỉ có Hạnh về, hẹn gặp lại sau. Xin chào.